Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối chủ nhật ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe hết phần còn lại của cặp đôi Hoàn Cảnh, đồng sáng tác bởi Phan Thanh An và Hào Phan. Một sự gặp gỡ đồng hành của hai nhân vật mà quý thính giả yêu thích trong thời gian qua, Phan Khang và Lăng Quân. Chúng ta cùng đến với phần kết của bộ truyện này nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vừa về đến quán trọ, cả bốn người liền vào phòng của Khang cùng bàn bạc. Quân trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: "Anh Khang à, nếu như Trấn Yểm vẫn còn thì anh nghĩ nó sẽ ở đâu?" Khang xoa vào ngực mình mấy cái rồi đáp: "Khi nãy Tư Thanh Thu đầu ảnh đến đây theo bốn hướng khác nhau, anh cũng cảm nhận được có chút gì đó vị trí của trận pháp rồi. Đó chính là bốn cửa đông tây nam bắc của Hoàng Thành. Thanh Long hướng đông, Huyền Vũ hướng bắc, Bạch Hổ hướng tây và Chu Tước ở hướng nam. Cái khó bây giờ là hiện tại thành Thăng Long chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Chúng ta khó có thể xác định được vị trí chính xác của bốn điểm trận pháp nằm ở phía nào." Thụy liền vỗ vai Khang mà nói ngay: "Nếu nói vậy thì tao có bản đồ trong điện thoại đi mà. Nhưng mà hình như tao thấy cách diễn giải của mày chưa hợp lý lắm đó." "Hả? Sao chưa hợp lý?" "Nè, tuy tao không phải pháp sư nha, cũng không biết gì về trận pháp, nhưng mà tao biết tứ tượng được sinh ra bởi lưỡng nghi. Tứ thanh thú trấn giữ bốn hướng thì phải cân đối lẫn nhau. Tức là xét theo lý thuyết, nếu muốn vận hành được tứ tượng thì phải sắp nó theo một hình tròn của lưỡng nghi cái đã. Đó, có khi nào trận pháp phong ấn mà mày nói á, nó được nối từ bốn điểm riêng biệt tạo thành một vòng tròn. Và bên trong cái vòng tròn đó chính là toàn bộ diện tích của Hoàng Thành Thăng Long hay không?" Ai cũng phải suy ngẫm về những lời mà Thụy vừa nói ra, bởi vì nó nghe thực sự rất thuyết phục. Đêm đó cả ba đứa con trai ở cùng một phòng, riêng An Thư ở ngay phòng bên cạnh. Khang vẽ ra một hình lưỡng nghi, sau đó mô phỏng lại hình dáng của Hoàng Thành Thăng Long vào hình. Nhưng cứ suy nghĩ mãi, nó chẳng ra được hình thù gì cả. Khang quay sang Thụy nói: "Mày có bản đồ chi tiết thành Đại La thời kỳ này không? Kiếm đâu ra ba? Làm gì có cái bản đồ đâu sẵn cho mày ngon vậy? Bộ mày không tìm được gì hả?" Quân cũng nhìn vô trong cái hình mà Khang vẽ, cũng vò đầu vắt trắng, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: "Thường thì mấy kiểu trận pháp này sẽ dùng địa hình để làm vật trấn yểm. Nếu mà chúng ta có bản đồ địa hình ở đây thì tốt quá, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Khang nhìn quanh một lượt rồi lật đật xóa đi những gì vừa vẽ. "Ôi, tạm thời cứ nghỉ ngơi lấy sức đã. Ngày mai chúng ta tiếp tục quay lại đó tìm manh mối sau. Bây giờ ngồi đây suy tính, không bằng tự thân đi tìm được. Cậu về phòng đi Quân, đừng để bạn gái chờ." "Gì? Đuổi tôi hả? Nam nữ sao ở chung phòng được?" "Thôi, ai không biết hai người đang yêu nhau. Vậy đó nhớ chỉ là ngủ thôi nè, chứ đừng có cùng nhau thức. Sáng mai không có sức đi tìm Long Mạch đâu á. Ra về nhớ đóng cửa giùm nha." Quân không có cách nào khác, đành phải quay về phòng của An Thư. Căn phòng nhỏ gọn, chỉ đúng một chiếc giường tầm một thước hai. An Thư đang nằm trên đó, thì cậu nằm ở đâu bây giờ? Dưới đất thì lại không được, tại dơ và lạnh lắm. Thôi thì đằng nào An Thư cũng ngủ rồi, hay là cứ chui tọt vào trong nằm là được. Sáng tranh thủ dậy sớm, chắc cô ấy không biết đâu. Nghĩ là như thế, Quân rón rén trèo lên giường ngay. Vừa nằm xuống định chợp mắt ngủ chưa được bao lâu thì An Thư quay sang ôm chầm lấy cậu, còn nói mớ lung tung nè: "Quân à, tớ không muốn xa cậu đâu, mãi mãi không muốn." Được dăm ba câu như vậy, An Thư lại chìm vào giấc ngủ.
Tối đó, Quân nằm bên cạnh giang tay cho cô gối đầu. Cậu cũng tranh thủ ngủ vì trời đã cuối canh tư. Còn ở phòng bên này, Khang và Thủy cố chen nhau trong một chiếc giường bé tí. Vừa mới đặt lưng xuống thì Thủy đã ngáy khò khò. Còn Khang cũng chỉ vừa nhắm mắt không lâu thì bắt đầu rơi vào cơn mộng mị. Trong giấc mơ, cậu thấy có một chàng trai độ tuổi 30, nét mặt khôi ngô anh tuấn một cách lạ thường. Người đóng khố vàng, đầu đội mũ được kết bằng rất nhiều lông chim lạc. Thân hình bạm vỡ săn chắc, tựa hồ như có thể lấp biển dời non. Chàng trai kia cưỡi mây từ núi cao bay xuống lại gần chỗ của Khang, rồi hỏi: "Ngươi là Phan Khang?" Khang nhìn thấy trên đầu người này tỏa ra hào quang, khắp toàn thân rừng rực phát ra tiên khí. Đoán định chắc cũng là một vị thần, nên liền kính cẩn cúi mình thưa: "Tiểu đạo chính là Phan Khang, xin hỏi ngài là vị thần nào ạ?" "Ta không phải thần, mà là tán viên Sơn Thánh. Hôm nay ta báo mộng cho ngươi là muốn nhắc cho ngươi một số việc." Khang tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Người kia cứ vậy mà nói ra những điều mình muốn nhắc nhở với Khang. Thứ nhất là về Cao Biện. Tản viên Sơn Thánh cho biết đã từng giao đấu với hắn khi hắn cố tình trấn yểm núi Tản Viên, cho nên biết rất rõ về con người này. Cao Biện là con người có tài phép, có thể nói là cao tới độ xưa nay hiếm gặp. Lại thêm thủ đoạn ra tay tàn độc, nham hiểm khó lường. Cho dù bây giờ hắn chỉ ký gửi ở trận pháp một mảnh tinh phách linh hồn bé nhỏ, thì với thực lực của Khang và Quân cũng chưa chắc nắm được phần thắng. Điều thứ hai, cái gọi là tứ tượng phong ấn trận, vốn nó bao quát cực kỳ rộng. Bốn điểm trấn giữ của nó không ở gần đây, cho nên nếu muốn phá từng điểm một, e là sẽ mất rất nhiều công sức. Và lại trong bốn điểm đó, hiện tại chỉ còn mỗi sông Tô Lịch là vẫn còn. Đền Bạch Mã năm xưa Cao Biện đã cố trấn yểm, nhưng bị thần Long Đổ đánh bại. Hiện nay, một phách của hắn ký gửi ở đây đang cố gắng tiếp tục tấn công Đền Bạch Mã thông qua phong ấn này. Tiếp đến là Hồ Lục Thủy, và cuối cùng là núi Tản Viên. Âm mưu của Cao Biện là muốn nối các điểm hắn trấn yểm lại với nhau, tạo thành một vùng rộng lớn bao vây cô lập thành Đại La của nhà vua. Tản Viên Sơn Thánh còn nói rằng Khang và Lăng Quân không cần phải đến tận Đền Bạch Mã để phá giải, mà thay vào đó hai người họ hãy du nhập vào bên trong thần thức của mình để tìm được chính xác vị trí mắt trận đã giấu ở đâu, sau đó mượn thanh tuyệt tình kiếm của Quân chém đứt, như thế sẽ phá được. Sau khi phá xong, nhất định phải diệt luôn phần hồn phách cuối cùng của Cao Biện, kẻo hắn có ý đồ tiếp tục trở lại mà bày trò. Sông Tô Lịch cũng không cần Khang và Quân phải động tay động chân, 500 năm sau sẽ có người làm điều đó. Còn điều thứ ba là vật bị trấn yểm bên dưới tứ thánh thú đầu ảnh mà cả hai đã đánh tan hôm nay, không đơn thuần là long mạch của thành Đại La, mà còn là tứ linh thú của Đại Cổ Việt. Long Lân Quy Phụng, bốn con bị trấn ở bốn hướng Nam Bắc Đông Tây. Nếu phá được trấn yểm này thì xem như Đại Cổ Việt được hưng phát. Còn nếu không thì không chỉ Khang và Quân mất mạng, mà long mạch trời Nam cả ngàn năm nay xem như vô phương cứu chữa. Tản Viên Sơn Thánh còn đặc biệt dặn dò thêm rằng trận chiến sắp tới sẽ vô cùng cam go. Nếu gặp tình huống ngặt nghèo không thể xoay chuyển, hãy nhớ gọi tên ngài ba lần, ngài sẽ giúp Khang và Quân thoát chết một mạng. Nói xong, ngài bay thẳng lên trời. Khang cũng từ từ tỉnh cơn mộng mị. Sáng đó, khi Quân vừa mở mắt dậy, đã thấy An Thư ngồi ở bàn mà khóc thúc thích. "Khóc sao vậy? Mới sáng ra mà khóc rồi." Thư quay sang Quân, đấm cậu mấy cái thùm thụp, rồi lại khóc òa lên. "Lăng Quân, cái đồ đáng ghét kia. Đêm qua
Tại sao cậu dám trèo lên giường ngủ chung với tớ vậy? Trả lời đi. Thì tại phòng này đâu còn chỗ nào ngủ được đâu. Nền đất thì không có được sạch, không lẽ tớ phải thức trắng sao? Vậy làm sao có sức mà đi phá giải trắc nghiệm đi? Thư nghe Quân nói vậy, không biết trách như thế nào, đành hỏi. Thế qua lúc tớ đang ngủ, cậu có động chạm gì tớ không vậy? Hoàn toàn không. Quân nói chắc nịch, khẳng định như đinh đóng cột cho sự trong sạch của mình. An Thư nhìn vào đôi mắt cương trực của cậu với khuôn mặt đầy nghi ngờ. Thật không đó? Thật, hoàn toàn thật. Quân hồi hộp đón chờ thái độ của An Thư. Rồi đột nhiên cô ta đánh cậu đau hơn lúc nãy. Cái thằng ngốc này, tại sao không làm gì chứ? Có phải tớ không đủ đẹp hả? Hay là không đủ hấp dẫn? Mở chân miệng mèo rồi không biết hưởng. Ngu ơi là ngu à. Nói xong cô xấu hổ chạy đi ra nhà sau mất biệt. Để lại Quân đứng đó một mình suy nghĩ. Không biết mình không làm gì cô ấy là đúng hay là sai. Đang tần ngần thì Khang với Thụy Mập sang nói. Nè, hai người chuẩn bị xong chưa? Xuất phát thôi. Quân nhìn ra phía sau nhà, thấy An Thư đang ngồi đó. Hai người chờ chút, để em đi gọi An Thư đã. Ra phía sau thấy An Thư vẫn ngồi đó chưa chịu đi. Quân liền lấy nước đánh răng súc miệng thật lẹ, rồi bảo. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà thằng Quân này không phải dạng hạng đi tiện, chỉ biết trịnh lúc người ta sơ hở đâu. Tớ hứa với cậu sau này nếu mà chúng ta lấy nhau, tớ sẽ không để cho cậu phải thiệt thòi. Tin tớ đi. Quân vừa đặt hai tay lên vai cô, vừa vỗ về từng lời khe khẽ. An Thư đứng dậy, rồi bất chợt ôm chầm lấy cậu. Nhớ đó. Những lời cậu nói hôm nay, tớ sẽ ghi nhớ. Sau này mà không thực hiện được đúng lời hứa của mình, thì tớ không tha cho đâu. Khang và Thụy sang đây, kêu hai người họ đi tìm trấn yểm. Khi không lại bị phát cho một mớ cơm chó. Thụy quay sang nhìn Khang. Mày nhìn người ta mà học hỏi đi. Đâu như mày, có cô người yêu, mà lúc nào tao cũng tưởng Mỹ Dung là mẹ mày không đó. Cái thằng nhóc Quân này coi bộ hơi bị đợt. Xong việc tao bái nó làm thầy dạy tán gái mới được. Mặc kệ những lời nói chăm chọc, nửa thật nửa đùa của Thụy, Khang cũng chẳng mấy quan tâm. Trong tâm trí của cậu bây giờ không còn để tâm những chuyện như vậy nữa. Nhìn vô bên trong, thấy hai người vẫn đang tỉ tê với nhau. Cậu liền hắng giọng mấy cái đi ra hiệu. Quân à, đi nhanh thôi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu nè. Thấy được nét mặt nghiêm túc của Khang, hai người cũng hiểu đây là không còn là lúc thích hợp để chim chuột với nhau nữa. Cậu vội thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay. Vừa đi Khang vừa đem chuyện tối qua nằm mộng thấy Tản Viên Sơn Thánh tới chỉ điểm cho mình. Thụy phấn khích vô cùng mà nói. Ê, mày nằm mơ tới Sơn Tinh luôn hả? Thật mà, Cao Biển đó không dễ đối phó đâu. Sao Quân, cậu muốn tiếp tục hay dừng lại? Em đã nói ngay từ đầu rồi, dĩ nhiên là sẽ theo tới cùng chứ, nhất quyết không bỏ đâu. Cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ tham gia. Hắn chỉ gửi lại một mảnh linh hồn nhỏ, nhưng mà mảnh linh hồn đó được tứ thánh thú bảo hộ, lại thêm nằm ở ngay giữa đất long mạch của Đại La, sinh khí dồi dào, vượng khí tươi tốt. Không biết suốt trăm năm sau khi hắn chết thì mảnh linh hồn nó đã hấp thụ linh khí và phát triển tới mức nào rồi. Quân quay sang nhìn Khang, nét mặt có đôi chút nghi ngờ. Anh sợ hả? Tôi cũng sợ, nhưng phạm khi làm chuyện gì cũng nên tính toán cẩn thận từ trước, như vậy thì mới tối đa hiệu quả và tối thiểu được thương vong. Khang rút ra từ trong túi âm dương của mình một thanh kiếm gỗ đào nhỏ, đưa cho Thụy mà nói. Em Mập, mày cầm lấy cái này đi, lỡ một lát mà có gì nguy hiểm thì có thể tự bảo vệ được mình và giữ an toàn cho An Thư. Nên nhớ là chỉ được phòng thủ, không được công.
Hiểu chưa? Thụy cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay, rồi gật đầu ra hiệu đã hiểu. Thế là bốn người liền chạy tới chỗ xuyên không ban đầu, cũng là chỗ có khả năng cao có mắt trận đang trấn giữ ở đó. Khang dùng kiếm của mình vẽ xuống một vòng tròn âm dương lưỡng nghi, sau đó cắm thanh kiếm vào giữa, rồi xếp bằng ngồi xuống. Trước khi cậu thực hiện phương thức du nhập linh hồn, thì có quay sang Lăng Quân mà căn dặn: bây giờ tôi sẽ tiến hành du nhập thần thức của mình vào địa vực nơi đây, sau đó thì sẽ đi tìm mắt trận của Đần Bạch Mã mà hắn ta đã trấn yểm để tìm phương pháp hóa giải. Cậu cho tôi mượn Tuyệt Tình kiếm nó đi, tôi sẽ dùng nó để chém đứt mắt trận. Quân ném thanh kiếm của mình cho Khang rồi hỏi: trong tay em hiện không có binh khí, lỡ có địch tới thì làm sao bảo vệ thân xác cho anh đây? Chuyện này đành nhờ cậu tùy cơ ứng biến vậy. Long Hồng. Khang lấy ra một đạo phù màu xanh lục, sau đó mở môn phù cho Long Hồng chui vào bên trong, rồi đưa cho Quân mà căn dặn: vũ khí của cậu đây, sử dụng như thần chú màu tím của cậu thì nó sẽ phát huy công năng. Tôi cho cậu mượn Long Hồng bổi đất. Bắt đầu thôi. Mau sơn pháp môn, tĩnh tâm thuật, khai. Khang từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu vào trạng thái xuất khiếu thông thường. Linh hồn của cậu cũng đang thiền định trong không gian, rồi từ từ hóa thành hàng ngàn chấm nhỏ li ti, tỏa bay ra khắp hướng. Chứng kiến được bí pháp này của Khang khiến cho Lăng Quân bất ngờ vô cùng. Quân không thể nào tin được Khang có thể tách hồn phách của mình nhỏ ra đến dạng tinh thể, rồi phát tán ra xung quanh để du nhập vào không gian. Trời bắt đầu đổ nắng mạnh hơn. Vòng tròn lưỡng nghi Khang vẽ dưới đất đang nhấp nháy sáng lên theo từng đợt. Không ai biết là Khang đã thấy cái gì, nhưng họ đều hiểu rằng nhiệm vụ chính yếu bây giờ là giữ sự an toàn cho thể xác bằng củ sen của Khang bằng mọi giá. Những mảnh linh hồn được Khang tỏa đi khắp nơi vẫn đang miệt mài tìm kiếm mắt trận. Cứ gặp hoa là hỏi hoa, gặp lá hỏi lá. Bất cứ thông tin nào mà Khang cướp nhặt được, cậu cũng đều thu gom lại và ghi nhớ rất chi tiết rõ ràng. Ròng rã sau hơn 3 canh giờ tìm kiếm, Khang cũng tìm ra một phần tinh thể của cậu bắt gặp mảnh hồn phách của Cao Biển. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế có khắc 4 chữ Bạch Mã Chi Điểm ở trên đài cao, hút vượng khí của Long Mạch rồi dung luyện cho mình. Vượng khí đó được cung cấp cho Cao Biển thông qua 4 sợi dây liên kết đang tỏa ra 4 hướng khác nhau. Vừa nhìn cũng đủ hiểu được là 4 sợi dây đó chính là những liên kết với tứ thánh thú, và cũng được xem như những hộ vệ thân cận nhất của hắn ta bây giờ. Khang nhẹ nhàng gom hết toàn bộ tinh thể của tứ phương về một chỗ, cố tranh thủ nhân lúc Cao Biển không để ý, dùng kiếm chém một nhát thật mạnh vào cái ghế mà hắn đang ngồi. Bởi vì ở bên dưới ghế có một viên ngọc màu đen tuyền, đó chính là mắt trận. Khang chỉ vừa mới vung kiếm lên, chưa kịp tiến được bước đầu tiên, liền bị Cao Biển phát hiện. Hắn phóng tới chỗ cậu một quả cầu năng lượng màu tím cực lớn để thị uy, rồi nói: súc sinh, cỡ như nhà ngươi mà cũng dám kiếm cách giết ta sao? Nằm mơ. Khang vừa lách sang được kịp thời nên né tránh thành công một đòn chí tử. Có điều phải công nhận là sức mạnh của Cao Biển dù hiện tại chỉ còn một phách linh hồn, nhưng quả thật cũng quá ghê gớm. Xem ra Khang chưa lượng hết được sức mạnh của hắn ta một cách rõ ràng. Không còn cách nào khác, cậu đành co giò bỏ chạy thật lẹ. Ngay lúc này mà cậu bị trúng đòn, dù chỉ một chiêu thôi, thì cũng coi như là hồn tiêu phách tán, vạn kiếp khó được quy hồi. Ở phía bên trên thì cả ba người kia cũng bắt đầu sốt sắng, không biết liệu rằng Khang có xảy ra chuyện gì hay không. Trời cũng đã về chiều rồi mà Khang vẫn chưa xong trạng thái thần thức. Long Hồn cũng nóng ruột hơn bao giờ hết. Bọn họ đâu biết rằng
chỉ cách dưới lòng đất có vài mét thôi. Nguyên hồn của Khang đang bị mảnh hồn phách của Cao Biện rượt đánh, chạy muốn xuất quần. Nhìn thấy cơ thể của Khang đang có những biểu hiện lạ, như trán đổ mồ hôi, tai nổi gân máu. Đây là dấu hiệu của nguyên hồn đang chiến đấu với kẻ khác. Quân bất giác kêu lên: "Anh Khang đang bị tấn công rồi, tình thế có vẻ đang không ổn rồi." "Ừ, sao chứ?" Long hồn lo đến không nhịn được nữa, liền muốn tìm cách chui ra khỏi lá lam phù, nhưng bất thành. Thật ra bây giờ bọn họ cũng không còn cách nào ngoài chuyện hy vọng Khang sẽ may mắn bình an mà trở lên. Trong giây phút căng thẳng, không ai dám lơ là, thì từ đâu phóng tới hàng loạt phi tiêu nhắm vào nhục thể của Khang. Rất may tất cả đều bị kết giới của vòng âm dương lưỡng nghi chặn lại. Một tên sát thủ ở đâu toan lao tới chém bay đầu Khang. Lăng Quân liền bay sang ngăn cản. Cậu dùng hư không bộ của mình đấu với kinh công của hắn ta. Tên kia thấy Quân thì bỏ chạy. Quân nhanh chóng đuổi theo xuất kích, ném ra một lá phù rồi hô to: "Liệt ra sắc, khai!" Lá phù biến thành một lưỡi kiếm lớn, phóng tới đuổi theo tên sát thủ. Hắn ta cũng dùng chỉ quyết bắn lại để mà phá giải ngay. Xem ra tên này không phải loại sát thủ thông thường, chắc cùng một hội với đám hắc y nhân hôm qua. Quân liền quay trở lại chỗ cũ để bảo vệ chỗ Khang. Thụy đứng ở đó chặn đầu mà nói: "À, tránh sang một bên đi, đánh bùa với nó không ăn thua đâu, phải dùng sức mới thắng được." Quân cứ thế liên tục hét Thụy tránh ra, nhưng nó nhất quyết không chịu nghe, một mực đứng chắn trước chỗ Khang ngồi. Hết đường khuyên nhủ, Thư liền cố hét thật lớn: "Nè, con mập kia, muốn chết hả?" "Câm miệng, đàn bà con gái biết gì mà nói. Hai đứa chúng mày tránh hết cả ra." Không hiểu từ đâu, Thụy lại kiếm được một cái roi dây dài tầm 2 thước. Nó cầm lấy hai đầu kéo mạnh rồi bảo: "Này thì múa lửa với kinh công hả? Hôm nay tao bắt xích lại hết." Tên sát thủ đó chĩa đao thẳng vào mặt Thụy mà lăm lăm lao tới. Lúc này Quân không thể nào ra tay cứu kịp, chỉ còn biết đứng trơ mắt nhìn kết quả mà thôi. Cứ ngỡ là Thụy sẽ bị hắn ta chẻ ra làm đôi, nhưng cậu chàng né được, tay thoăn thoắt vung sợi dây thừng đánh vào lưỡi đao, nghe một tiếng tách rõ to. Đường đao chệch sang một bên, Thụy liền ngã người ra đằng sau, tránh lưỡi đao sượt ngang qua mặt cách chỉ vài mm. Sau đó lại dùng chính sợi dây thừng bắt lấy luôn lưỡi đao, rồi kéo tên kia xuống mặt đất. Thụy vừa kéo vừa bồi thêm liên tiếp vài cước nữa, sau đó lộn nhào người để tước vũ khí tên kia. Toàn bộ thao tác được thực hiện đúng tuần tự, chưa tới 10 giây. Thụy vừa tước vũ khí, vừa khống chế được một tay của đối thủ. Cậu chàng gằn giọng quát lên: "Nè, mày dậy nhảy múa nữa tao coi." Thụy cầm cổ tay tên hắc y nhân, rồi bằng một phát từ trước ra sau. Toàn bộ xương ở ngón tay, bàn tay và cánh tay của hắn ta đều gãy nát hết cả. Tiếng răng rắc rồm rộp phát lên nghe thật rợn người. Quân và Thư đứng bên cạnh nhìn mà không thể tin vào mắt mình. Quân ấp úng nói: "Ừ, rốt cuộc hai người này có bao nhiêu sức mạnh vậy trời?" Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại đó. Thụy dùng hai ngón tay của mình trực tiếp bấm mạnh vào động mạch chủ ở cổ tay tên kia, làm cho máu của hắn cứ thế mà túa ra. Cuối cùng cậu chàng tung một cước thật mạnh vào hông, làm tên hắc y nhân gãy luôn xương cột sống, vỡ xương chậu và chết ngay tại chỗ. Một cái chết thật đau đớn và hãi hùng. An Thư trông thấy toàn bộ quá trình ra tay của Thụy mà giật mình lên thoăn thoắt. Nhớ lại bản thân đã có không ít lần xem thường và sinh sự với tên này, Thư nấp sau lưng Quân, xem như đây là một chỗ an toàn để trú ẩn. Thụy không chờ đợi được lâu nữa, liền xông thẳng vào bên trong vòng tròn lưỡng nghi Khang đang ngồi, nhưng liền bị thần lực đánh bật ra,
Thủy bất lực đập tay xuống đất mà hét: "Má nó, khăn, chú cục mày đang ở đâu vậy?" Lúc này vòng tròn lưỡng nghi đang phát sáng ngày càng mãnh liệt. Toàn thân của Khang cũng được bao tỏa kim quang. Đùng một tiếng, thì chiếc chỗ ngồi của Khang đột nhiên phát nổ. Nhưng lạ một nỗi là cơ thể nó tự nhiên lơ lửng trên không trung, mà không có ai bế lên cả. Khang từ từ mở mắt ra. Cậu đạp chân xoay một vòng, bật xa ra 5-6 bước, rồi ném thanh kiếm trả lại cho Lăng Quân. "Quân à, dùng Tuyệt Tình kiếm chém mạnh xuống chỗ tôi vừa ngồi, nhanh lên." Quân liền lao đến, nhổ thanh kiếm lên, rồi phun một phát chặt thẳng vào chỗ Khang ngồi. Đột nhiên ở dưới đất lại phát ra một luồng kình lực chống đỡ lại. Biết là Khang đã tìm được mắt trận, Quân nhất quyết không buông tay. Thật ra thứ mà Quân đang chém không chỉ là mắt trận, mà còn là mảnh hồn phách của Cao Biển. Cảm thấy tình hình không mấy khả quan, Khang liền đánh tới một đạo bùa nữa để trợ chiến. Nhưng đạo bùa còn chưa kịp đến thì Quân đã bị mắt trận hất ra xa. Cậu ngã dúi dụi xuống đó, rồi bị đẩy ra xa 3-4 thước. Khang liền dịu cậu dậy mà bảo: "Cao Biển xuất hiện rồi đó." Thụy nhanh chóng kéo An Thư chạy ra chỗ khác ngay. Ở dưới đất trồi lên hình ảnh một lão già râu tóc bạc phơ, trên lưng vác kiếm, tay cầm phất trận. Gương mặt của hắn ta toát ra một vẻ sát khí rừng rực, trên đầu tỏa ra kim quang sáng chói. Đây chính là Cao Biển, hay nói đúng hơn là một phần hồn phách nhỏ của hắn được tách ra từ linh hồn thật. Cùng lúc này, ông Năm với ông Cố của Khang đứng trên trời trông xuống, lo lắng trầm tư. "Cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện rồi. Bọn nhỏ đúng thật là thiếu may mắn. Chỉ cần một chút nữa thôi là đã chém đứt mắt trận rồi. Ai ngờ mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả. Tôi với ông cứ theo dõi thôi, hãy hai đứa nó giải quyết đi." Cao Biển xuất hiện hoàn toàn. Hắn bay lơ lửng cách mặt đất chừng nửa thước. Nhìn thấy Khang đang đứng chung với đồng bọn, hắn bật cười khanh khách bảo: "Thì ra không chỉ một con mà có tới một bầy. Tốt, thế thì công lực của ta sẽ càng tăng mạnh hơn." Khang nhìn Cao Biển bằng ánh mắt phòng thủ. Cậu khẽ nói với Lăng Quân: "Bản hồn phách này không có dễ đối phó đâu. Nhất là hắn đã gửi nó trung tâm Long Mạch suốt 100 năm nay, cũng đã hấp thụ không ít vượng khí của Long Mạch rồi. Khi nãy mới đánh có mấy chiều mà tôi đã hụt hơi. Lăng Quân à, cậu phải thật cẩn thận đó." Lăng Quân không nghe những lời Khang nói, trực tiếp tiến lên phía trước muốn thử sức với hắn ta. Cậu lấy lại thanh kiếm từ tay của Khang, rồi vận khí vào nó, sau đó chém tới một đường thật mạnh. Cao Biển cũng chẳng thèm né tránh gì, hắn chỉ cần dùng một tay để chống đỡ. Kiếm khí va vào nổ tung, khối bụi mịt mờ, cảnh vật sơ sát. Thế nhưng hắn ta vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó, trên người không một chút hề hấn gì. Nhìn thanh kiếm trên tay cậu, hắn liền nhận ra ngay: "Thì ra là hậu duệ của Lý Yên Nhiên. Xem ra chuyện các người có mặt ở đây chắc không phải ngẫu nhiên rồi." "Có ngẫu nhiên hay không thì làm sao? Mà ngươi gặp được sư tổ của ta khi nào?" Cao Biển trả lại một chưởng cho Lăng Quân, rồi đáp: "Ta đã từng giao chiến với con ả đó, cũng khá mạnh đó. Riêng kiếm trong tay người, ta không nhầm chắc là thanh Tuyệt Tình kiếm hả?"
Quân nghe hắn từng giao chiến với sư tổ mình, nhưng thái độ lại không mấy xem trọng. Cậu tức tối lắm. Dù cho hắn có mạnh đến như thế nào, nhưng việc xem thường tổ tông của mình thì không thể nào tha thứ được. Cao Biện thừa hiểu cảm xúc của cậu bây giờ, hắn liền khích tướng ngay. Nếu ả ta không dùng song kiếm trong tay thì chắc cũng đã sớm bại với tay ta rồi. Hôm đó may mắn còn sức đi chạy được. Nhưng cũng chẳng sao, bây giờ ta lại có hứng thú với cái lòng mạch này hơn con ả đó nhiều. Quân nghe đến đây thì dường như đã không thể nhìn nổi. Cậu liền chém xuống mấy đường kiếm khí, liên tục công kích hắn ta. Dám sỉ nhục tổ tiên của tao, trấn yểm long mạch nước Nam tao, phá hết huyệt vị phong thủy quê hương tao, giết đi mảnh hồn phách này, xem ra là còn chưa bù đủ. Châu chấu đa xè, để xem hai tên tiểu tử nhà ngươi có thể làm ra được những gì. Đăng Quân à, tôi cầm chân hắn lâu nhất có thể, còn phần cái mất trận giao hết cho cậu vậy. Khang cùng Lăng Quân lao lên một lượt, thế là trận chiến giành lại long mạch đã chính thức bắt đầu. Cao Biện lập tức vung một nắm đậu đen ra phía trước, lập tức biến thành trăm con âm binh, có đầy đủ giáo mát binh khí trùng trùng. Lăng Quân vung kiếm chém chết một hai con, rồi quay sang Khang mà nói: Anh Khang, đám dồi bọ này giao cho anh, em tới giết hắn đây. Lăng Quân phóng tới chỗ Cao Biện để giáp lá cà. Thụy thấy Khang đang bị cả trăm con âm binh bao vây khốn đốn, sẵn trong tay có thanh kiếm gỗ đào, nó lao đến đâm kiếm xuyên qua người một con, sau đó cướp lấy cái thuẫn ném đến chỗ Khang rồi hô lớn: Mày sang bên kia với thằng Quân đi, không nó chết bây giờ đó, để đám âm tà này cho tao, chỗ này tao lo được. Khang vốn biết xét về võ thuật thì cậu không thể nào bằng Thụy, liền dùng thuẫn ném tới dọn đường, cũng là để làm bàn đạp bay người phóng sang chỗ Lăng Quân. Khang vừa bay sang thì Thụy lao vô ngay chiến đấu. Quân bảo: Còn ăn thư thì sao, nếu lỡ như cô ấy bị đám âm binh tấn công thì biết làm như thế nào? Có Thụy mập lo cả rồi, không sao đâu. Như cũ, tôi đánh hắn, còn cậu lo phá mất trận đi. Khang lao lên phía trước tấn công tên Cao Biện, còn Lăng Quân thì nhanh chóng dọn dẹp mấy tên âm binh xung quanh mình, rồi áp sát tới mắt trận. Cao Biện thừa biết ý định của cả hai, hắn liền khinh miệt nói: Sức được bao nhiêu mà dám đấu một chọi một với ta hả thằng nhãi rạch? Để ta cho nhà ngươi thấy sức mạnh của Cao Vương là như thế nào. Yểm thắng thuật, hắc phòng sát, khai! Cao Biện vung phất trận lên một phát, lập tức đã xuất hiện một cơn gió lạnh khủng khiếp ập tới. Cơn gió màu đen mang đến luồng quỷ khí rất lạ. Khang thấy vậy quay sang Thụy Mập mà kêu: Mập à, bọn âm binh đã mạnh lên, mày cẩn thận đó. Hàng chục con âm binh còn lại được tiếp sức bởi cơn gió lạ kia, đột nhiên mạnh lên trông thấy. Không những mạnh mà bọn chúng lại tinh ranh hơn rất nhiều. Thụy đang càng ngày càng cảm thấy bế tắc, không dễ dàng gì có thể hạ được một con âm binh như lúc ban đầu nữa. Cơn gió hất Khang ra xa Cao Biện. Lăng Quân lúc này cũng vừa đánh vừa tiến áp sát được mắt trận. Cậu định tung kiếm một nhát chém vỡ mắt trận đi, giải khai phong ấn, nhưng ngoái người nhìn lại đằng sau lưng thì đã thấy có một con âm binh đang lao đến tấn công ăn thư. Cậu không chút chần chừ phóng luôn thanh kiếm đâm xuyên qua người nó giải cứu cho cô. Khang thấy vậy thì hét lên: Chỗ lấy cái gì phá trấn yểm? Lăng Quân không quan tâm, miễn An Tư an toàn là được. Bây giờ trong tay không còn vũ khí, Quân chuyển hướng sang dẹp đám âm binh cùng với Thụy. Cao Biện thấy thế thì cười to: Chỉ vì một con đàn bà mà bỏ lỡ đi cơ hội phá phòng ấn, thật đúng là ngu xuẩn. Khang tuy tiếc cơ hội ngàn vàng đó, nhưng cậu hoàn toàn hiểu
và thông cảm cho quyết định của Quân. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Khang lấy ra một đạo kim phù đánh tới, rồi nói: sớm hay muộn gì cũng sẽ phá được thôi, cần gì phải vội. Khang thì cho là vậy, nhưng Thụy Mập lại nghĩ khác. Sau khi giết được con âm binh cuối cùng, Thụy rút lấy thanh kiếm khi nãy Lan Quân phóng đi, ném lại cho Khang, rồi bảo: Khang, chụp lấy, mày phải phá được cái phong ấn này. Không thể trông chờ cho một thằng chỉ vì một con đàn bà mà quên đi đại sự trước mắt nữa đâu. Khang phi lên, bắt lấy thanh kiếm rồi tiếp tục tấn công. Lăng Quân chỉ biết nhìn Thụy đầy tức giận. Ở bên trên, sau một hồi giao đấu thì Khang cũng bị hắn ta đánh cho lùi bật ra xa. Thụy liền chạy tới đỡ Khang. Khang dựa theo đứng lên, ho mấy cái mà nói: đừng trách cậu ta, nếu khi nãy tao trong tình huống đó, tao cũng làm vậy thôi. Bánh hồn của Cao Biền nhìn xuống hai kẻ thách thức mình mà trong lòng đầy khinh rẻ. Vì suốt trăm năm tu luyện ở Long Mạch, hắn vốn đã không còn giống như một mảnh linh hồn của con người bình thường nữa, mà đã sở hữu sức mạnh gần như vượt qua hết thảy con người. Khang quay sang nói với Quân: nếu cậu không muốn đánh thì cứ đó bảo vệ người yêu đi, tôi không ép cậu. Thấy, chúng ta lên. Lá bùa có chứa long hồn trong người Quân bây giờ cũng tự động quay lại trong tay Khang. Nó nhấp nháy hai ba cái rồi cất tiếng: chủ nhân, hãy để hắn cho tôi, còn cậu phá mắt trận đi. Chúng ta không thể trông chờ vào bất kỳ ai ngoài chính bản thân mình được đâu. Khang tung lá bùa lên không trung, long hồn cũng được thả ra chiến đấu. Khang trả lại thanh kiếm cho Quân, rồi cũng phóng lên tiếp tục liều mình. Quân cầm lấy thanh kiếm trong tay mà trong lòng dậy lên nhiều suy nghĩ. An Thư chợt nắm tay cậu: Quân à, việc nước quan trọng hơn mà, đừng lo cho tớ, mau sang đó giúp Khang một tay đi. Tớ không muốn gì cậu bảo vệ tớ mà trở thành tội đồ của cả âm dương giới đâu. Đi đi. Ừ, nhưng mà... Thấy Quân cứ mãi chần chừ không chịu đi, An Thư tát vào mặt cậu một cái: đi, cậu mà không đi tớ tự sát ngay. Không giữ được long mạch thì xuống âm phủ mà tìm tớ thêm lần nữa. Quân liền tức tốc lao lên trợ chiến cho Khang. Bây giờ đang là 4-1, Quân lao lên chiến đấu rất ác liệt, xông thẳng lên tuyến đầu, quyết diệt cho được mảnh hồn phách của Cao Biện. Chỉ có cách giết hắn càng sớm càng tốt thì An Thư mới chắc chắn được an toàn. Long hồn uốn người lượn xuống che phía trên Quân và Thụy. Quân kêu lên: anh Khang, sang bên kia phá mắt trận đi, đổi kiếm cho em. Quân ném thanh tuyệt tình kiếm cho Khang, hiểu ý. Khang ném lại thanh sát quỷ chi kiếm của mình. Cậu ra hiệu ok, cho một mình tiến đến chỗ mắt trận. Cao Biện nhìn Khang mỉm cười nham hiểm, hắn ta không hề ngăn cản. Cậu có một thoáng nghi ngờ nên lưỡng lự không chém xuống. Thụy gào lên: nè, phá nó đi Khang. Khang nhắm mắt, hai tay cầm chặt chuôi kiếm, rồi đâm xuống thật mạnh. Một luồng kinh lực khổng lồ hất bật cậu ra. Phía bên kia, cả Cao Biện và Lăng Quân cũng chịu ảnh hưởng của dư chấn. Lúc này Cao Biện trong Khang bị đánh bật ra, hắn cũng tung phất trận, cả đòn cực kỳ quyết liệt. Thụy đã bị trọng thương nên long hồn đẩy cậu ra sau giữ an toàn. Còn Quân thì không thể nào đánh trúng được hắn ta một đòn nào quá đáng kể hết. Cao Biện tung thanh kiếm ở sau lưng, bay tít lên cao mà nói: đám trẻ ranh các người mắc lừa rồi. Trận pháp đó mà phá đi thì ta vẫn có thể lập lại được, nhưng nguyên hồn bị đánh nát rồi thì đừng hòng có thể được hồi sinh. Bây giờ thì hãy thử xem sức mạnh thật sự của tứ tượng phong ấn trận đi. Yểm thắng thuật, tứ thanh thú, triệu hồi. Thanh kiếm phép ở trên trời của hắn đột nhiên cắm xuống ngay chỗ mắt trận. Thanh kiếm của Quân bị đánh bật ra, cậu vội chạy lại nhặt ngay thanh kiếm tổ truyền.
một cơn chấn động dữ dội kéo đến. Khang cảm thấy đều không lạnh, liền kéo tay Quân. Không ổn đâu Quân à, bọn chúng sắp tới rồi. Bọn nào? Bọn hôm qua đó. Khang mới nói xong thì không hiểu sao dưới đất lại trồi lên một con huyền vũ to tướng. Con này khác với con hôm qua rất nhiều, trông nó to lớn hơn, dữ tợn hơn, khắp người đều tỏa ra linh khí. Tiếp đến là từ cánh rừng ở phía rìa thành Đại La xuất hiện một con hổ trắng, trên người lấp lánh hào quang chạy tới. Quân trông theo mà ngơ ngác. Là bạch hổ. Bạch hổ vừa xuất hiện chưa lâu thì trên trời đã hiện ra hình ảnh một con rồng xanh và một con chim phượng hoàng màu đỏ cùng bay tới. Tiếng rồng gầm, chim ngâm cứ vang vọng mỗi lúc một gần. Long Hồn trông lên mà bảo: là Thanh Long và Chu Tước, đây mới chính là đấu ảnh thật sự mà hắn ta đã thỉnh xuống đó chủ nhật. Hôm qua những tên thuộc hạ của hắn chỉ hiệu triệu được một phần nhỏ sức mạnh của bọn chúng mà thôi. Tứ Thánh Thú đáp xuống mặt đất, đứng trước mặt Khang. Long Hồn liền xà gần xuống đầu cậu để bảo vệ chủ nhân của mình. Bọn chúng gầm vào mặt Long Hồn một tiếng thật lớn để thị uy, nhưng Long Hồn cũng không thèm quan tâm. Đấu ảnh Thanh Long hôm qua bị Long Hồn đánh bại, bây giờ bóp chặt nanh vuốt, ánh mắt như thét ra lửa mà nhìn Long Hồn. Con chào lòng nhại nhép, hôm nay mày đã biết sợ chưa? Long Hồn thản nhiên đáp: thân là thần thú trấn giữ một phương, mà lại cho phường tà môn mượn đấu ảnh làm hại sinh linh, trấn dùng đất tốt, đã thế còn mặc nhiên hấp thụ long mạch của trời Nam, hành hạ tứ linh, vốn cũng giống như đồng đạo của mình. Nhưng hành động tiểu nhân đê tiện như vậy có xứng đáng với thân phận một thần thú hay không? Lời của Long Hồn vừa thốt ra khiến cho Tứ Thánh Thú phải suy nghĩ. Không cần phải nói cũng đủ biết bọn họ xấu hổ như thế nào. Thanh Long cuộn người một cái, cố tỏ ra mình to lớn để đe dọa mà bảo: từ xưa đến nay ai mạnh nấy được, long mạch vốn chẳng phải của riêng ai mà là của chung đất trời. Ngày nay thời thế đổi thay, kẻ mạnh dĩ nhiên gặp thời, kẻ yếu không nắm được lại cất tiếng khóc than. Sao không biết tự giành lấy cho mình mà lại bắt chúng ta phải biết giữ đạo nghĩa chứ? Khang trỏ kiếm vào Thanh Long rồi quát lên: hôm nay ta nhất quyết phải giành lấy công đạo cho nước Nam. Bằng bất cứ giá nào thì long mạch của nước Nam cũng sẽ không có kẻ ngoại bang nào có quyền được động tới. Cơn thịnh nộ của Khang đã tự nhiên khiến cậu biến thân hóa thành Á Long lúc nào không biết. Cao Biền đứng chính giữa Tứ Thánh Thú, hắn trỏ kiếm ra lệnh cho bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng, sau đó gằn giọng: diệt được hồn các ngươi thì ta sẽ lập lại trận pháp đó. Cái long mạch này không thể nào thoát khỏi tay ta được, hoàn toàn không thể. Tất cả sông lệnh, giết hết bọn chúng cho ta. Tứ Thánh Thú lao lên bao vây lấy Long Hồn và cả nhóm của Khang. Biết tình hình không thể nào lay chuyển được nữa, Khang lấy ra 12 lá kim phù rồi khấn: để xem thử đấu ảnh thật sự của Tứ Thánh Thú mạnh đến đâu. Thập nhị chi phù khai. Sau khi thúc động xong thì 12 con giáp cũng được triệu hồi. Chúng đứng cạnh Khang thành một đội hình trấn thủ. Khi tiếng hiệu lệnh vừa cất lên cũng là lúc mà cả hai bên lao vào nhau quyết chiến. Chuột đứng ở sau cùng chỉ huy đội quân, còn hổ, heo và rồng thì đứng ở đằng trước làm lá chắn cho cả nhóm. Bạch hổ nhìn thấy đội quân 12 con giáp mà Khang triệu hồi ra, con lớn con nhỏ, con cao con thấp, nó tung vuốt vả một phát khiến cho chó bại trận ngay lập tức.
liền nói: Đám súc sinh yếu ớt, đánh cũng chỉ thêm bẩn tay. Quân dùng hư không bộ phóng tới thật nhanh, rồi đâm một nhát thật mạnh vào con bạch hổ đang luyên thuyên lắm lợi. Bị đâm một cú chí tử như vậy, nó cay lắm. Nó liền nhảy sổ vào Quân để giết cậu cho bằng được. Chuột cũng lập tức lệnh cho hổ tới ứng cứu Quân ngay lập tức. Khang chọn Huyền Vũ làm đối thủ cho mình, còn Quân thì leo thẳng lên người Long Hồn, bay lên cao đánh với Thanh Long và Chu Tước. Sau vài hiệp đầu tiên có vẻ ngang kèo, thì càng về sau đội quân mà Khang triệu hồi ra càng bộc lộ nhiều điểm yếu. Suy cho cùng thì bọn chúng cũng chỉ là những lá kim phụ hóa thành, không thể nào đem so sánh với đậu ảnh của một thánh thú hẳn hồi như Tứ Tượng được. Dần dần từng con ngã gục đi trước những đòn tấn công hết sức ác liệt. Tình hình lúc này đang rất bất lợi. Nếu như không nhanh chóng hạ gục bớt đậu ảnh đi, thì coi như cả nhóm của Khang cầm chắc cái chết. Ở bên kia, An Thư diều Thụy ra xa vùng giao chiến. Thụy lờ đờ ngồi dậy sau khi trải qua một trận nhự tử với đám âm binh của Cao Biển. Hắn ta vô cùng tự tin với tài phép của mình và Tứ Tượng xung quanh. Từ đó thôi là có thể dễ dàng đưa Khang và Quân xuống âm phủ rồi. Long Hồn và Lăng Quân ở trên cao đang quyết chiến với Thanh Long và Chu Tước. Cả hai cũng không khá khẩm hơn gì. Quân chỉ dùng được kiếm khí để tấn công, còn Long Hồn cũng không thể nào làm gì được trước một Thanh Long quá cường đại về sức mạnh. Thế nhưng điều đó không làm cho Long Hồn nản chí và dễ dàng chịu thua. Nó phun ra một ngọn lửa thật lớn để tấn công, Thanh Long lại phun ra một ngọn lửa lớn hơn để đáp trả. Chu Tước phẩy cánh liên tục, tạo ra những cơn phong hỏa nóng rát thiêu đốt như muốn cháy da cháy thịt. Lăng Quân thừa hiểu cứ như thế này thì không phải là cách. Nhìn thanh kiếm trên tay của mình mà cậu bất lực, vì không biết cách nào để có thể tiếp cận được đối phương. Một lát sau, hình như trong đầu Quân chợt nghĩ ra điều gì đó, liền vỗ lưng mà nói với Long Hồng: Long Hồng, ông cho ta leo lên đầu một chút nha. Long Hồng còn chưa đáp lại câu nào thì Quân đã phóng lên, đứng trên đỉnh đầu nhìn tới hai con Thanh Long và Chu Tước. Muốn bắn chim thì phải có cung, có ná chứ. Thế thì Thiên Linh Đại Đạo Phục, Hóa Anh Thuật, khai. Thanh kiếm trong tay Quân liền phát sáng lên chói lóa, sau đó dần biến thành một cây cung băng lớn. Nhưng khổ nỗi không thấy tên đâu. Long Hồn dùng vẫy của mình hóa thành mũi tên đưa cho Quân. Người dùng vẫy của ta làm tên bắn tới, nhanh đi. Tốt quá rồi, chết mẹ tụi mày với tao. Thiên Linh Tiễn, bắn! Quân bắn ra liên tiếp 3-4 mũi tên nhắm thẳng vào Chu Tước. Cậu thừa hiểu Chu Tước là thánh thú có khả năng tấn công từ xa rất mạnh, cần phải tiêu diệt sớm cho hai con rồng giáp lá cà với nhau, mai ra như vậy mới có cửa thắng. Những mũi tên của Quân lao đi với tốc độ xé gió, găm phập vào cánh, vào chân của Chu Tước, khiến cho nó bị thương ít nhiều. Thanh Long thấy đồng đội bị tấn công liền lao lên chắn lấy. Những mũi tên tiếp theo cũng trúng nhưng gần như vô tác dụng. Long Hồn liền nhắc nhở: Muốn bắn chết được rồng thì phải dùng tên đồ long, nhưng mà ở đây không có. Thế là một lần nữa cả hai lại rơi vào thế khó. Long Hồn không còn cách nào khác, đành phải làm liều lao vào, cả hai quyết một trận tử chiến. Quân hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức trong đầu cậu nảy ra một sáng kiến rất lạ. Cậu nói to: Long Hồn, phiền ngài áp sát con Chu Tước giúp tôi, tôi sẽ leo lên lưng của nó. Nghe vậy, Long Hồn nhớ tới cảnh Khang phóng lên đầu con Hắc Giao Long lúc trước, liền một mạch phóng tới chỗ Chu Tước để cho Quân hành động. Nắm bắt được cơ hội này, nên khi đến sát bên con Chu Tước, Quân dùng hư không bổ nhảy lên người nó ngay.
cậu hóa cây cung thành một thanh đoản đao nhỏ, rồi nói: Lâu quá rồi không được ăn tiết canh gà, để hôm nay ăn thử món tiết canh chủ tước coi có ngon hơn gà hay không. Quân cứ mạnh con dao vào cổ nó. Chủ tước trống lên một tiếng thảm thiết, tiếng trống to đến nỗi Khang đang chiến đấu bên dưới cũng bị điếc đầu theo. Long Hồn lập tức nhảy sổ vào thanh long để quyết chiến xem ai mới là kẻ mạnh hơn. Thanh long có ưu thế to lớn hơn nên cũng chiếm được thế thượng phong khi giao chiến. Khang liền ném cho Long Hồn một lá lam phù rồi hô: Thần long thuật, long thần phù, khai! Lá kim phù biến thành một đạo hào quang xanh lục rồi xâm nhập thẳng vào người Long Hồn. Lập tức kích thước của Long Hồn được hóa to lên, sức mạnh cũng cuồng nộ hơn trước. Khi hai con rồng đang vờn nhau thì Khang lại đang bị cả Huyền Vũ và Bạch Hổ cùng nhau dí đánh ác liệt một lúc. Dù là đang trong trạng thái Á Long, được tiếp thêm không ít sức mạnh, nhưng đối với Khang như thế là chưa đủ. Lần này cậu dùng một lượt hai lá lam phù đánh thẳng vào hai đầu ảnh của thánh thú, sau đó niệm thật to câu chú ngữ: Thần Long Thuật, Ngọc Long Phù, Thượng Long Phù, khai! Lá Thượng Long Phù thì tạo ra một vùng năng lượng cực lớn, hút bọn chúng lại gần rồi phát nổ. Còn Ngọc Long Phù thì lại tạo cho Khang một đôi găng tay rộng. Những đòn đánh của Khang giờ đây đã nhanh hơn nhiều, và khả năng hồi phục vốn đã khủng khiếp nay lại càng khủng khiếp hơn. Bởi vì vậy vết thương của Khang cũng đang tự lành lại, dù có đang ở trong trạng thái chiến đấu. Sau hai chiêu mang tính chất đầy bất ngờ, có thể làm khó được đối thủ, nhưng cuối cùng Khang cũng không thể nào địch lại được sức mạnh của hai đầu ảnh thánh thú đó. Huyền Vũ hất Khang bay ra xa, cho Bạch Hổ lấy đà bộ tới. Nhắm sức của mình và đồng bọn gần như đã không chịu nổi nữa, Khang liền nhắm mắt chỉ tay lên trời, gọi to ba tiếng thấu tận trời xanh: Tản Viên Sơn Thánh, Tản Viên Sơn Thánh, Tản Viên Sơn Thánh! Các Cao Biện và tứ thánh thú nghe thấy Khang hô vang Tản Viên Sơn Thánh, khỏi phải nói, hắn ta biến sắc mặt ngay. Bạch Hổ đang phi tới cũng vội phanh gấp lại, không dám làm liều. Ai cũng hồi hộp chờ đợi. Trận chiến này dường như dừng lại hoàn toàn để xem sắp tới đây điều gì sẽ xảy ra. Thế rồi 5 giây, 10 giây trôi qua. Rốt cuộc thì sau tiếng gọi đó cũng chẳng có gì. Cao Biền nhìn vẻ mặt bất lực của Khang mà lòng vui như tết. Hắn ta lệnh cho Bạch Hổ tiếp tục tấn công cậu, còn Huyền Vũ thì lao đến lấy mạng Thụy và An Thư. Thấy Huyền Vũ đang lao đến chỗ mình, Thụy mặc dù chỉ còn chút hơi tàn nhưng cố gắng đẩy An Thư ra xa rồi vùng dậy tiếp tục chiến đấu. Khang đợi cho Bạch Hổ lao đến, cậu dẫm chân thật mạnh, kinh lực dồn hết vào chiêu này, sau đó đá một cú thật mạnh ra phía trước rồi gào lên: Độ Long Cước! Thụy cầm kiếm của Khang đứng còn không vững, Huyền Vũ hất một cái đã khiến cho nó bị đẩy dài ra xa, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Thụy vẫn cố lết tới, nắm tay An Thư kéo mạnh về phía mình, quyết không để cô bị con rùa gian ác kia giẫm chết. Khang sau khi xuất văng Bạch Hổ ra xa thì chân của cậu cũng bị cào rách hết da thịt đến nỗi lộ cả xương. Cơn đau thấu trời ập xuống, Khang liền ngã gục tại chỗ, không di chuyển được gì. Quân mãi đu bám trên người Chu Tước, liên tục dùng đoạn đao đâm tới tấp không buông. Chu Tước tự thiêu nóng bản thân để quân biết nóng mà nhảy xuống, nhưng không ngờ cái thằng này lì lợm đến kỳ lạ. Thậm chí khắp người Chu Tước đã bốc cháy rừng rực rồi mà quân vẫn không chịu buông, lại còn đâm nhanh và mạnh hơn trước. Hai tay cậu cứ tưởng như bị nướng chín, mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra, làm cậu đột nhiên thèm ăn chính cơ thể của mình.
Quân ghì chặt cổ con Chu Tước mà nói: Mày nướng tao hả? Để tao đâm thêm vài chục lỗ nữa, biến mày thành cái vỏ hoa sen luôn. Không biết Chu Tước có hiểu được những gì Quân đang nói hay không, nhưng bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa. Quân đâm lia lịa không dừng tay, khắp người Chu Tước đều rỉ ra máu, rơi xuống như mưa. Cứ thế Quân dùng mạng của mình để quyết giết cho bằng được cái đầu ảnh khốn kiếp này. Về phần Long Hồn thì có lẽ là trường hợp khả quan nhất, nhưng cũng thê thảm nhất. Hai con rồng lao vào nhau, tử chiến một cách kịch liệt, trên người chi chít vết thương khó mà đếm xuể. Thanh Long dù mang thanh danh là thánh thú, nhưng không đánh trên cơ so với Long Hồn là bao nhiêu. Có điều phải công nhận, dù chỉ là đấu ảnh mà thôi, nhưng sức mạnh của bọn chúng vẫn khó đong đếm được. Xét ra Thụy là người tội nhất, không biết phép thuật, lại đang cán đáng tiêm an thư. Không ai dám chắc rằng sau trận chiến này Thụy sẽ còn sống. Nhìn thấy người mà mình ghét cay ghét đắng suốt mấy bữa nay, thậm chí có lúc an thư định sẽ dùng quyền lực và gia thế của mình để chèn ép trả thù Thụy, thì bây giờ không hiểu sao cô lại thương mến anh đến lạ. Dù luôn miệng nói ghét mình, không ưa mình, nhưng mỗi lần có nguy hiểm là chưa bao giờ phải để mình gánh chịu, luôn là người thay Quân che chở cho cô những khi cậu phải chiến đấu với kẻ thù. Với Thư, Thụy như một người anh trai ân cần và chu đáo, mặc dù ngoài miệng có hơi quá đáng và khó ưa một tí. Thụy đẹp nết, nhưng mỗi tội không đẹp trai bằng Lan Quân. Bây giờ đây gần như cả đội hình của Khang đã mất hết toàn bộ sức chiến đấu. Ngay cả Khang là người có sức phục hồi thần tốc, cũng chẳng thể nào trong chốc lát có thể liền lại vết thương khổng lồ ngay lập tức được. Trên sân bây giờ còn có Cao Biện và cả Huyền Vũ, gần như vẫn tràn trề sức lực. Huyền Vũ hét lên một tiếng như muốn ăn tươi nuốt sống từng người. Cái chân to như cục đỉnh của nó đưa lên cao, chuẩn bị dẫm xuống nát thân người Thụy. Nhưng chân còn chưa kịp dẫm xuống, nó đã bị thứ gì đó hút văng ra xa. An Thư bất ngờ nói không thành tiếng, rồi dường như cô vui mừng đến phát khóc, cố phát âm ra từng chữ nhưng vẫn còn rất nghẹn ngào. Là Kim Quy. Đó chính là thần Kim Quy. Trên người tỏa ra một ánh vàng kim óng ánh, đẹp đến khó tả. Cuối cùng thì viện binh mà Khang gọi nãy giờ cũng đã đến. Bạch Hổ liền lao bộ đến, toàn đớp lấy Khang, liền đã bị Kỳ Lân ở phía sau ào tới ngăn lại. Phía trên trời một lần nữa lại xuất hiện thêm một cặp Long Phụng nữa, nhưng là viện binh của Khang. Phụng bay đến chỗ Chu Tước, đánh vỗ mặt mấy đòn, rồi cướp cấp Quân đem đi xuống mặt đất trở lại, còn dùng hỏa lực của mình mà chữa hết những vết bỏng của Quân. Long thú thì chỉ uốn lượn xung quanh Long Hồn, vẫn đang gườm nhau với Thanh Long mà bảo: Vị huynh đệ này nghỉ ngơi đi, mối thù bị phong ấn suốt trăm năm qua, hôm nay chúng ta quyết tính đủ. Quân mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy trước mặt mình đang có tới 3 con rồng, thêm con rồng khi nãy trong 12 con giáp do Khang vẽ ra nữa là 4. Tiếp đến là có 2 con phượng hoàng, 2 con rùa. Cậu thều thào nói: Anh Thụy ơi, sao trong mắt em thấy con nào cũng thành 2 con giống nhau vậy? Mà sao lại có tới 3 con rồng? Thụy thì khác, dù bị thương nặng nhưng vẫn tỉnh táo hơn Quân. Trâu bò đánh nhau rồi mũi chết, chuẩn bị có thêm một trận nữa rồi. Tứ linh thú của nước Nam cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ. Long thú liền bay lại chỗ Khang, đắp vào chân bị thương của cậu một cái vảy rồng. Lập tức chiếc vảy từ từ ngắm vào bên trong rồi dính chặt lại. Chân của Khang lại biến thành chân rồng,
cuối cùng đã hoàn toàn bình phục. Khang đứng dậy, tiến lại chỗ Long Hồn đang bị thương, vuốt ve nó mà hỏi: cậu còn đánh được nữa hay không? Long Hồn thở hắt ra một hơi: dĩ nhiên là được. Khang leo lên người Long Hồn, rồi chuyển sang mặt đối mặt với Cao Biển. Đến tận ngay lúc này, hắn vẫn không dám tin là tứ linh thú đang xuất hiện trước mặt mình. Và tình thế xoay chiều nhanh chóng, mọi thứ diễn tiến quá nhanh, làm cho một kẻ mưu mô như hắn cũng không lường trước được. Không thể nào, rõ ràng ta đã cho tứ thanh thú ngự bên trên trấn lại tứ linh thú rồi mà. Tại sao tứ thanh thú chưa chết mà bọn chúng lại xuất hiện ở đây được chứ? Khang khẽ cười, đưa kiếm trọ thẳng lên trời mà bảo: bất ngờ lắm sao? Là Tản Viên Sơn Thánh đã làm đó. Năm ấy người làm phép toan dùng tà thuật phong ấn núi Tản Viên không thành, bị người đánh cho bị thương mới chịu từ bỏ, rồi lập nên trận pháp này để tiếp tục. Nhưng có điều người không biết, chính ngài ấy đưa lệnh cho các sơn thần thổ địa thả tứ linh thú trở ra khi người hiệu triệu đám đầu ảnh kia rời khỏi điểm trận mà tới đây chiến đấu với bọn ta. Cao Biền, ngươi nên nhớ rằng, dù rằng tại phép nhà ngươi có cao thâm đến đâu thì cũng không thể nào đem so sánh được với tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng của chúng ta. Ngươi có hiểu hay chưa? Khốn kiếp mà, công sức trăm năm ta cố công gây dựng không thể nào bị sụp đổ vì mấy câu nói dớ dẫn của nhà ngươi được. Lăng Quân cũng lên tiếng tiếp lời: dớ dẫn sao? Vậy thì hôm nay mãnh hùng phách đó của ngươi sẽ do chính những kẻ dớ dẫn như bọn ta kết liễu vậy. Nhìn thấy thời cơ đã điểm, Khang nhìn xung quanh rồi hô vang lời hiệu triệu: đất Nam vượng khí bình thiên hạ, trời Nam vút gió dẹp gian tà, giết! Hai câu đối cất lên làm cho ai cũng hừng hực khí thế. Nó như là một liệu thuốc tiên hóa giải mọi đau đớn, chữa lành mọi vết thương. Nhưng là đối với những người chính trực như Khang, như Lăng Quân, như mọi người mà thôi. Còn đối với Cao Biện cùng tứ thánh thú của ông ta thì đó không khác nào một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua tim, đánh dấu cho một sự chấm hết của lòng tham lam và tàn độc của những kẻ xấu xa luôn mưu tính hại người. Oán hận bị giam suốt hơn trăm năm nay của tứ linh thú hôm nay được dịp xả ra, một cuộc đại đồ sát được bắt đầu. Khang và Lăng Quân nhìn chằm chằm vào kẻ chủ mưu tất cả. Dĩ nhiên hắn hiểu họ muốn làm gì. Cao Biền liền ném ra tám lá lam phù đi khắp tám hướng rồi hô: yểm thắng thuật, bát quái kỳ môn trận, lập! Khang hừ lạnh một tiếng rồi nói: đã quá trễ rồi. Lăng Quân, tôi cho cậu thấy cái này để thỏa lòng mong ước của cậu, và cũng để cho tên Cao Biền kia biết nước Nam chúng ta không hề tiểu nhược. Hãy nhìn đây, thần long thuật, chân long hiện thân, biến hình! Long hồn liền chui lại vào trong người Khang. Khắp người của cậu đang dần biến đổi, hóa hình thành một con bạch long màu trắng khổng lồ. Lăng Quân không thể ngờ rằng chính bản thân Khang cũng là một con rồng, lại còn sở hữu thêm một con rồng khác nữa. Khang lao đến chỗ Cao Biển. Hắn ta lúc này chỉ biết ú ớ mấy tiếng, rồi cố gắng hết sức mà chống đỡ. Là ngũ trảo bạch long sao? Không đời nào! Khang liên tục cào cấu và phun ra hàng loạt ngọn lửa lớn. Chúng bùng lên, thiêu đốt hết cả trận pháp mà hắn vừa mới lập. Những cặp khác thì tứ linh thú đều đã gần như đánh bại hoàn toàn đám đẩu ảnh tứ thánh thú kia rồi.
hình ảnh của bọn chúng dần dần mờ đi, yếu dần rồi mất hút hẳn đi. Cao Biện bất lực nhìn từng đầu ảnh mà mình mất cả trăm năm để thỉnh và tu luyện đã bị đánh hạ trong gang tấc. Hắn đau đớn thốt lên: "Không, thạch long của ta, bạch hổ, chu tước, huyền vũ của ta, không thể nào như vậy được." Tứ linh thú sau khi giết được kẻ thù trăm năm của mình cũng tiến tới gần nhóm của Khang. Thụy thì được thần Kim Quy cõng trên mai rùa, Lăng Quân và An Thư thì được Kỳ Lân cho ngồi trên lưng của mình. Khang gầm lên một tiếng thật to rồi nói: "Kết thúc thôi Cao Biệt, vĩnh biệt." Khang, Quân, các An Thư và Thụy cùng với tứ linh thú liền hòa lại. Sức mạnh ý chí và sức mạnh đạo pháp của tất cả chung thành một khối thống nhất, sau đó bắn ra một luồng năng lượng cực mạnh để dứt điểm Cao Biệt. Mảnh hồng phách đó xem như đã tan thành tro bụi. Khang lập tức biến trở lại thành hình người, rồi được Phượng Hoàng nâng đỡ. Cậu thở phì phò từng chập vì mệt. Bây giờ trời cũng đã gần sáng. Không thể tin được là cả nhóm đã đánh nhau suốt một đêm dài mà chẳng chú ý gì. Quân nhìn Khang có vẻ mất sức nhiều sau khi thoát khỏi hình dạng chân lông. Cậu cũng tầm hiểu lý do tại sao phải đến những thời khắc quyết định cuối cùng Khang mới chịu dùng tới. Thì ra sức mạnh mà em cảm nhận thấy ngay từ đầu ở sâu thẳm bên trong anh, nó không đơn giản chỉ là một con rồng, mà còn là một tinh thần bất diệt, sống chết hết mình vì quê hương đất nước đó. Quân à, anh thấy được sức mạnh của em cũng rất cường đại, chỉ là nó chưa đến lúc bộc phát cực đỉnh mà thôi. Anh tin rằng em sẽ còn mạnh hơn nữa. An Thư nghe Khang chịu gọi Quân một tiếng em, trong lòng cũng vui đáo để. Cô vỗ vai Thụy mà nói: "Thụy, tráng sớm khỏe lại nha, em mời anh ăn phở." "Đau đau, còn bị thương, đừng có giành chỗ của anh nữa là được." Tứ linh thú cũng vui mừng mà cảm ơn nhóm của Khang. Mọi chuyện cơ bản đã xong, nhưng trong vậy thôi chứ vẫn còn những tình tiết bất ngờ. Từ trên trời bay xuống hai thân ảnh lạ, cả nhóm tưởng còn kẻ thù, cho đến khi "Ông cố, ông nội." Hai ông già cười hớn hở trước chiến thắng của hai đứa cháu đích nhùm. Ông Năm vừa chuẩn bị cất lời đã bị thằng Quân chen ngang cướp tiếng: Ông nội, ông chết hồi nào vậy?" Chết thằng cha mày, tao xuất khổng đã thôi, chứ chết đâu mà chết." Khang cũng cất tiếng hỏi: "Cố nữa, sao cố biết tụi con bị xuyên không mà tới đây kiếm gì? Cố theo dõi con phải không?" Ông cố của Khang chống gậy lại tiến đến, từng bước vuốt chòm râu bạc rồi xoa đầu thằng cháu của mình mà nói: "Biết chứ sao không biết, hai thằng già tụi tao đưa tụi bay tới đây mà." "Hả?" Tất cả đều sững sờ trước câu trả lời này. Ông Năm liền giải thích: "Là như vậy, cha già này muốn đưa thằng cháu của cha về đây phá trân yểm thông long mạch gì đó, nhưng mà nhắm sợ thằng Khang làm một mình không nổi, nên ông tới tìm tao xin cho mày đi theo hỗ trợ. Đáng ra tao không chịu đâu, do cửu vĩ hồ sắp tái thế rồi, nhưng mà thằng cha cứ năn nỉ nên tao không từ chối được, thành ra mày mới ở đây đâu con." Quân ngớ người ra: "Nhưng mà sao nó biết con đi chơi với An Thư mà sắp xếp cho gặp anh Khang được gì?" Ông Năm tỉnh bơ chỉ tay vào An Thư: "Con nhỏ này nè, tao nhờ nó đưa mày tới đó, cũng chính nó cố tình gây sự cho mày với thằng Khang đập nhau trong quán của người ta mà, không nhớ hả?" An Thư không còn biết nói gì,
chỉ đành cười lấy lệ. Quân không ngờ An Thư đã biết trước chuyện này, còn giả vờ làm thinh như không biết. Cậu có chút không vui khi bị hai ông cháu nhà kia lựa cho một phố đào, nhưng lòng vẫn thắc mắc. Ủa vậy sao nó biết con với An Thư biết nhau, rồi còn biết chỗ của An Thư mà nhờ giả nữa? Ờ, thằng cha này chỉ nè, chứ sao tao biết được. Ông Cố Khang không nói gì, mà thay vào đó chỉ bật cười thích thú. Đến lúc này Thụy cũng thú thật luôn. Thiệt ra tao đâu có chuyến đi luận thực tế luận văn nào đâu, tao phịa ra kiếm cớ đưa mày ra Hà Nội đó Khang. Lần này tới lượt Khang cũng bất ngờ, cậu quay sang Thụy mà nói. Cái gì? Mày cũng vậy luôn hả? Ờ, có điều ban đầu tao không biết là Lăng Quân cũng bị lừa trong vụ này. Cho tới khi tao với con bé này ở cạnh nhau á, thì nó mới tiết lộ cho tao biết. Tao được cố của mày nhờ, cho nên mày mới có mặt ở đây được đó. Hàng loạt những bất ngờ cứ liên tục dồn đến, khiến cả Khang và Quân cảm thấy chóng mặt quá. Ông Cố liền nhét vào mồm mỗi đứa một trái ly, rồi bảo: ăn đi cho lại sức, chuẩn bị có cái hay cho tụi bay coi nè. Cả hai vừa cắn dở qua ly, vừa ngạc nhiên hỏi: Lại còn chuyện gì nữa vậy? Tôi không nói nhiều với hai đứa tụi bay nữa, hai thằng già tao đi đánh cờ uống trà tiếp đây. Lối ra tao mở trên trời, phía tăng mày đằng kia kìa. Thần xác của mấy đứa tụi bay á, tao cũng để ở đó luôn. Bài ngàn nhớ nhập xác lại rồi mới về nghe chưa. Mày quá chân lòng cổng bạn mày bay lên đi, cắm nhờ lông hồn cổng, nó mệt rồi, để cho nó nghỉ ngơi. Đi nhanh lên, không thôi quân lính tới chém đầu tụi mày vì cái tổ khi quân bây giờ đó. Nói xong, hai ông già cũng thăng thiên mất biệt. Ở trên trời một lỗ hổng nhỏ hiện ra, đó chính là cửa thông của hai chiều không gian quá khứ và hiện tại. Khang lập tức quá ngay thành dạng chân lông, rồi nói: cửa mở rồi, chúng ta mau về nhà thôi. Bám cho chắc, chứ để đang lên cao mà rớt xuống là đăng suốt luôn đó biết chưa. Ba người leo lên trên người Khang, rồi ngồi bám thật chặt. Khang còn chưa kịp bay lên thì ở dưới đất, ngay phía dưới trấn yểm vừa bị phá, lại xuất hiện thêm một điều kỳ lạ. Một con rồng vàng lớn từ dưới đất trồi lên ngay trước mặt Khang và mọi người. Ngay lúc này, cậu cũng đã hiểu ra ý đồ mà ông Cố muốn nói với mình, liền bảo ngay: à, hiểu rồi. Thì ra ông Cố muốn tụi mình chứng kiến cảnh rồng bay lên, như trong sử người ta vẫn thường nói đó. Tức là vua Lý Thái Tổ dời đô đến rồi. Cảnh này rồng bay lên sẽ là truyền thuyết để đổi tên thành Đại La, chuyển thành Thăng Long như ngày nay đó. Hóa ra là như vậy. Ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Con rồng này có bộ vảy vàng óng ánh, to lớn hơn long hồn gấp nhiều lần. Dĩ nhiên nó cũng to hơn cả dạng chân lông của Khang. Trên đầu của nó có một chõm sừng lớn, răng mọc ngắn, vảy trơn, và toàn thân uốn lượn thành 12 vòng, tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Thụy sướng tới phát khóc, nó ồ lên: hình tượng rồng thời Lý đó Khang, rồng thời Lý Khang ơi. Lăng Quân thì lại khác. Nó ngồi trên lưng Khang, ngắm nghía kỹ lưỡng một hồi, rồi nói: đây là thiên long, chuyển hóa từ địa long của Long Mạch đó. Thật đúng là trăm năm hiếm gặp đó. Thiên long cứ thế bay bút thẳng lên trời, còn Khang thì cũng nhanh chóng tàn hình rồi bay theo phía sau. Từ trên cao nhìn xuống thành Đại La xinh đẹp, thấy toàn bộ người dân trong thành đều ra đón một đoàn kiệu xe, thuyền bè tấp nập kéo về đây. Nhìn cách bài trí, Thụy biết ngay là ai đang tới. Nó vỗ lưng Khang mấy cái rồi kêu: ơi, vua Lý Thái Tổ, thấy thiên long rồi kìa. Khang vẫn đang bay lên cao, cậu vui vẻ đáp lại:
thì giai thoại ngàn năm là xuất phát từ khung cảnh như thế này mà. Quân và Thư nhìn theo Thụy, ngắm nghía lại khung cảnh Thăng Long xinh đẹp một lần cuối trước khi rời đi. Ở phía dưới, vua Lý Thái Tổ nhìn thấy Thiên Long bay lượn trên trời, cùng lúc mới vừa dời đô, lại cảm nhận được nơi đây sinh khí mát lạnh. Vua nhìn theo, tươi cười mà truyền chỉ. Trẫm vừa tới Đại La không lâu, nào ngờ lại có cơ duyên gặp cánh trồng vần mây đuổi gió. Đây há chẳng phải điềm lành của nước nhà, là vận may của Lê Dân bá tánh hay sao? Được, nếu đã như vậy, liệu trẫm đổi tên thành Đại La thành Thăng Long, các khanh nghĩ như thế nào? Lê Dân bá tánh, các quan đại thần nghe chỉ dụ của vua vừa hợp tình lại cũng vừa hợp lý, nên rất lấy lòng tán thành. Liền quỳ xuống khấu đầu mà tâu hoàng thượng thánh minh, tất cả cùng hô vạn tuế. Thế là thành Đại La được chính thức đổi tên từ đó, và trở thành kinh đô chủ chốt trong suốt hai triều Lý và Trần trong lịch sử nước ta, đánh dấu một bước phát triển lâu dài và nâng tầm vị thế quốc gia lên một tầm cao mới. Sau khi bay lên trên tầng mây thì cả bốn người đều trở về bên trong thể xác của mình. Lúc này Khang quên mất là mình đang trong hình dạng chân long, nên nhảy hồn vào xác thì bị mất dạng giữa chừng. Cả bốn đều bất chợt rơi xuống đất. Cũng may là Thiên Long ở phía trước đã chìa đuôi ra cuốn lấy một nhóm bốn người Khang một mạng. Vừa bám được vào đuôi Thiên Long, Thụy liền chửi: Mã cha mà, cái thằng Khang, mày quên cái gì mà ác nhân vậy? Xem chút nữa rớt dập xác cả bốn đứa rồi. Long cười hì hì, xin lỗi đầy ngại ngùng. Quân một tay ôm chặt lấy An Thư, một tay bám vào vẫy của Thiên Long. Nè, quá chân lòng lại nhanh lên anh, em mỏi tay quá. Chết, quên mất tiêu. Thằng Long thuật, chân lòng giảng, biến. Khang hóa lại là chân lòng, sau đó dịu hết ba người lên lưng của mình. Cậu bay nhanh đến trước Thiên Long mà nói lớn: Tiểu đạo xin ra tạ ơn cứu mạng của Thiên Long. Thiên Long gầm một tiếng, tỏ ý nói không có gì, rồi bay thẳng lên tầng trời thứ nhất mà mất biệt đi. Khang băng qua cánh cổng không gian, cuối cùng thì mọi người cũng trở về đúng vị trí ban đầu. Khang vừa đáp xuống mặt đất thì trở về hình dạng con người không lâu, liền có hai anh bảo vệ chạy tới nhắc nhở. Nè mấy em, di tích đến giờ đóng cửa rồi, nếu còn hứng thú thì mai quay lại nha. Hú hồn chim én, cứ tưởng là bị họ nhìn thấy Khang hóa rồng rồi chứ. May mà không phải. Bốn người bọn họ vừa mới bước ra khỏi cổng thì Quân sực nhớ ra một chuyện quan trọng, nét mặt căng thẳng, bồn chồn lo âu. Anh Khang à, mình quên còn một điểm nữa chưa phá mà. Khang và mọi người nghe vậy cũng tái mặt theo. Điểm nào? Là sông Tu Lịch. Nghe đến đây, Khang lau mồ hôi rồi cười nói: Chứ mày quên rồi hả? Cái trấn yểm đó 500 năm sau đó có người tha anh em mình giải đâu mà. Hả? Là ai chứ? Khang vừa vỗ vai, vừa kéo cả bọn đi thẳng vô quán nhậu mà nói: Bậc thầy phong thủy Việt Nam, Tả Ao. Ơi, nhậu thôi, lâu lắm mới có dịp ra Hà Nội, không nhân cơ hội làm bài cốc bia thì hơi phí đó mập ha. Quý thính giả vừa nghe xong một ấn phẩm truyện đặc biệt qua sự kết hợp của hai tác giả Phan Thanh An và Hảo Phan, và đem đến một cái sự kết nối giữa hai nhân vật chính được yêu thích trong hai series, đó là Phan Khang và Lăng Quân.
Quý thính giả nếu như yêu mến Phan Thanh An cũng như Hào Phan, đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của hai bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch truyện của tuần sau, sẽ bắt đầu vào tối ngày thứ ba nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.